Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google con điện thoại Oppo A54 khi mà các bạn bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình này. Đồng thời là các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên con điện thoại này nhá. Ở đây thì mình đã bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình này. Đó. Nếu mà các bạn mà không chắc chắn được cái điện thoại của các bạn là Oppo A54 đấy thì các bạn có thể là kiểm tra bằng cách là các bạn chọn cho mình vào là cuộc gọi khẩn cấp nhá. Đó. Sau đó là các bạn sẽ gõ cho mình cái lệnh đó là sao thăng 899 thăng. Các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là software version. Đây, các bạn nhìn thấy cái modem của nó là CPH2239. Các bạn có thể là dùng điện thoại khác để các bạn tra cái modem này nhá. Thì nó cũng ra đây là con Oppo A54. Con này thì nó đang chạy cái phiên bản Android 11 nhá. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ tắt máy đi cho mình này. Đây, các bạn sẽ tắt nguồn đi cho mình nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái chế độ đó là Security Mode để mình wipe data nhé. Và đương nhiên là cái việc wipe data này nó sẽ xóa sạch tất cả dữ liệu ở trên điện thoại của chúng ta nhé. Và đương nhiên là các bạn cần phải chấp nhận cái việc tất cả dữ liệu của chúng ta sẽ bị mất hết ở trên máy chúng ta nhé. Rồi bây giờ sau khi mà máy nó đã tắt, bây giờ thì mình sẽ bấm giữ đồng thời phím nguồn và phím giảm âm lượng này nhé. Mình sẽ bấm giữ đồng thời hai cái phím này. Rồi hiện lên logo các bạn nhả ngón tay ra nhé. Đây các bạn để ý này, nó chuẩn bị vào cái chế độ đó là Security Mode này. Ok, và đến đây thì chúng ta có thể là sử dụng cảm ứng nhé. Bây giờ mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Anh đi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn vào là Wide Data này. Và đến đây rồi thì mình sẽ chọn vào là Format Data nhé. Bây giờ mình sẽ điền cái code này vào nhé, cái mã này vào. Hiện tại cái mã này là 6065, mình sẽ điền vào đây. Rồi mình sẽ bấm vào là format này. Đó các bạn để ý này, nó đang cái quá trình wipe data nhé. Ok, cái quá trình wipe data đã xong rồi nhé. Mình sẽ bấm ok này. Bây giờ thì điện thoại nó sẽ khởi động lại nhé. Và cái quá trình khởi động này cũng khá là lâu nên mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn. Ok, điện thoại mình đã khởi động lên rồi nhá. Bây giờ mình sẽ chọn ngôn ngữ. Đó là tiếng Việt này. Rồi mình sẽ chọn là tiếp theo nhá. Tốt nhất là trên điện thoại của chúng ta có cái SIM nào thì chúng ta sẽ tháo SIM ra cho mình nhá. Để các bạn không cho nó kết nối vào mạng dữ liệu di động. Ở đây thì mình đã tháo SIM ra rồi nhá. Rồi chọn khu vực này thì mình sẽ chọn là Việt Nam này. Chọn tiếp theo này. Ở đây thì mình sẽ bấm vào là đồng ý với tất cả điều khoản điều kiện nhé. Mình sẽ bấm tiếp theo này. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử bấm vào là bỏ qua xem có được không nhé. Đó các bạn để ý, nó vẫn yêu cầu mình phải kết nối vào wifi nhé. Mình sẽ bấm ok này, mình sẽ bấm bỏ qua này. Vẫn không được này. Đó, nó bắt buộc chúng ta cần phải kết nối vào wifi nhé. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình này. Rồi mình sẽ bấm tiếp theo này. Mình đã kết nối vào wifi nhé. Các bạn để ý này. Mình sẽ bấm vào là tiếp theo này. Ok, đến cái màn hình sao chép ứng dụng và dữ liệu này thì mình sẽ bấm vào là không sao chép nhé. Đó các bạn để ý ở đây nó vẫn yêu cầu mình phải nhập cái mật khẩu mở khóa màn hình vào. Và đương nhiên là cái mật khẩu này mình đã bị quên này. Thì ở đây mình sẽ bấm vào cái dấu nhân này để mình có thêm một cái tùy chọn nữa nhé. Đó là nó sẽ dừng ở cái màn hình xác minh tài khoản của bạn nhé. Các bạn chờ một chút này. Đó, đến đây thì nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này của bạn thì các bạn sẽ đăng nhập vào thì chúng ta có thể là vào sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Nhưng mà trong các trường hợp mà các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google đó thì bắt buộc chúng ta cần phải đi xóa cái xác minh tài khoản của bạn này nhá. Và trong cái trường hợp này thì mình cũng đã quên luôn cả cái tài khoản Google này rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi xóa cái xác minh tài khoản này. Rồi bây giờ mình sẽ thử quay lại cái màn hình kết nối wifi này nhá. Đây mình sẽ chọn vào là thêm thủ công này. Rồi mình sẽ thử bấm vào cái micro này coi sao nhé. Đó, mình chọn là không cho phép này. Các bạn để ý là các bạn không dùng được cái cách này nữa rồi nhé. Không cho phép này. Rồi mình sẽ bấm vào cái micro này coi sao. Đây các bạn để ý này là không được này. Chưa cấp quyền này. Nhập liệu bằng giọng nói này.
Đó. Bây giờ mình sẽ quay trở lại, các bạn sẽ quay trở lại cho mình cái màn hình ban đầu này nhé. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ thử đây, các bạn quay trở lại cho mình cái màn hình ban đầu này. Mình sẽ thay cái ngôn ngữ sang là ngôn ngữ là tiếng Anh nhé. Đây, English United States này. Bây giờ thì mình sẽ thử. Ok, bây giờ mình sẽ thử sử dụng, mình cứ để ngôn ngữ là English United States nhé. Mình sẽ thử sử dụng cái phương pháp đó là talkback. Mình sẽ bấm giữ đồng thời phím tăng và giảm âm lượng này. Đây các bạn để ý nhé, mình sẽ bấm giữ đồng thời tăng và giảm âm lượng này. Đó, như vậy là talkback mình đã bật lên rồi nhé. Ok các bạn để ý nhé, talkback của mình nó đã bật lên rồi này. Bây giờ thì mình thử vẽ ngang hết lên nhé. Đó, mình sẽ chọn vào là allow nhé. Giờ mình sẽ chọn vào là you voice comment này. Google Assistant. Đó, mình nói là Google Assistant. Bây giờ mình nói tiếp là open YouTube. Đó, như vậy là mình đã mở được YouTube rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ bấm giữ đồng thời tăng và giảm âm lượng để mình tắt talkback đi nhá. Đó, talkback của mình đã tắt rồi. Ok, mình đã tắt đi talkback rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái hình người này. Mình sẽ chọn vào là setting này. Mình sẽ chọn vào là about này. Mình sẽ chọn vào là YouTube Terms of Service nhá. Mình sẽ chọn vào là allow đi. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ vào cho mình cái trang mà mình hay dùng để xóa xác minh tài khoản Google. Đó là trang vnzom.net/bypass nhá. Rồi mình sẽ bấm đi này. Đó các bạn để ý nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào luôn cái mục đó là setting này. Các bạn vào luôn setting cho mình. Các bạn bấm vào nhá. Nó hiện lên như này thì các bạn sẽ bấm cho mình vào là open nhá. Ô, mình sẽ bấm setting này, mình sẽ bấm open này. Open này. Đó. Thì nó mới vào được setting nhá. Và đến đây các bạn sẽ kéo xuống cho mình cái mục, các bạn tìm cho mình cái mục đó là additional setting nhá. Các bạn chọn vào cho mình này. Các bạn sẽ tìm cho mình cái mục, các bạn kéo xuống cuối cho mình. Các bạn chọn cho mình vào cái mục nó là backup and reset này. Rồi vào đến đây thì các bạn sẽ chọn cho mình vào là, các bạn có thể là thay đổi ngôn ngữ nhé. Các bạn thay đổi ngôn ngữ đi cho mình cũng được. Mình sẽ chọn vào là, vẫn chọn vào additional setting này. Mình chọn vào là language and region này. Mình sẽ chọn là add language này. Mình sẽ chọn cái ngôn ngữ là tiếng Việt nhé. Tiếng Việt này. Rồi mình sẽ cho tiếng Việt lên trên nhé. Đó, mình sẽ thay đổi ngôn ngữ thành tiếng Việt này. Rồi mình sẽ quay trở ra này. Đây nhá các bạn đấy nhá, mình sẽ quay trở lại cái màn hình cài đặt này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là cài đặt bổ sung này. Các bạn kéo hết xuống dưới cho mình. Chọn vào sao lưu và đặt lại này. Các bạn chọn cho mình vào là xóa mọi dữ liệu, đặt lại thiết bị này. Mình sẽ bấm vào là đặt lại cài đặt mạng này. Mình sẽ bấm vào là đặt lại cài đặt mạng nhá. Đó, như vậy là mình đã đặt lại cài đặt mạng xong rồi nhá. Tiếp theo mình sẽ bấm vào là chỉ đặt lại cài đặt hệ thống này. Chỉ đặt lại cài đặt hệ thống này. Chỉ đặt lại cài đặt hệ thống này. Nó đang khôi phục nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn tiếp cho mình vào là xóa tất cả dữ liệu này. Chọn xóa dữ liệu này. Xóa dữ liệu này. Rồi bây giờ thì điện thoại nó sẽ khởi động lại nhá. Cái đoạn này mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn. Ok, điện thoại mình đã khởi động lên rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Vì vừa lấy mình sử dụng cái phương pháp là talkback thì bắt buộc mình cần phải thay đổi ngôn ngữ tiếng Anh nhé. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi là tiếng Việt. Mình chọn tiếng Việt này. Mình chọn tiếp theo này. Chọn khu vực thì mình sẽ chọn Việt Nam nhé. Mình chọn tiếp theo này. Bây giờ mình sẽ bấm vào tôi đã đọc và đồng ý với tất cả điều khoản điều kiện. Mình sẽ chọn là tiếp theo này. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử bấm bỏ qua nhé. Đó các bạn để ý này, bây giờ thì mình bấm bỏ qua đã được rồi nhá. Các dịch vụ của Google này mình sẽ vuốt hết xuống dưới và mình chọn chấp nhận này. Đặt phương thức mở khóa này thì mình sẽ để sau nhá. Tài khoản HeyTab này mình cũng sẽ để sau. Đề xuất mình sẽ bấm tiếp theo. Nhập dữ liệu cũ mình sẽ bấm tiếp theo. Cá nhân hóa mình bấm tiếp theo này. Cài đặt những ứng dụng này thì mình sẽ cài đặt sau nhá. Mình sẽ bấm bỏ qua này. Như vậy là mình đã vào được cái màn hình chào mừng rồi. Mình sẽ bấm vào nó bắt đầu này.
Đó, mình đã vào được cái màn hình chính của con Oppo A54 này để có thể sử dụng được rồi nhá. Công việc của bạn bây giờ chỉ là vào Set Play này. Sau đó là các bạn bấm đăng nhập. À, mình quên mất là mình chưa kết nối vào Wi-Fi nhé. Bây giờ thì mình sẽ kết nối vào Wi-Fi này. Đó, mình sẽ kết nối vào Wi-Fi của nhà mình nhé. Mình sẽ bấm chọn này. Đó, mình sẽ mở lại Set Play. Mình sẽ bấm vào đăng nhập. Các bạn chờ một chút nhé. Đó, bây giờ thì các bạn có thể là đăng nhập một cái tài khoản Google bất kỳ vào đây. Các bạn nào mà chưa có tài khoản Google thì các bạn có thể là tạo một tài khoản Google mới, chọn vào cho bản thân tôi. Sau đó là các bạn sẽ điền những cái thông tin mà Google yêu cầu để chúng ta tạo một tài khoản Google mới để chúng ta có thể là tải được những ứng dụng mà chúng ta hay dùng về nhé. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google trên con điện thoại Oppo A54 thành công rồi nhé. Khi mà các bạn bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình, đồng thời là quên luôn cả tài khoản Google mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên điện thoại nhé. Mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.